Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng năm 2022 và triển khai dịch vụ năm 2023. Do hội nghị có ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Theo đánh giá tại hội nghị năm 2022, công tác nội chính Đảng tiếp tục được các đơn vị địa phương chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đã chỉ đạo xử lý 3 vụ án, vụ việc trên các lĩnh vực nội chính thuộc diện 3 thư vụ thành ủy theo dõi chỉ đạo. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến. Công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Trong năm đã xảy ra 267 vụ về trật tự xã hội, khởi tố 294 vụ liên quan đến ma túy, tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí với 82 vụ làm chết 56 người. Các đơn vị địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó Thường trực Thành ủy đã tiếp nhận 862 đơn, đến nay các đơn vị đã giải quyết xong 722 đơn. Hội đồng nhân dân thành phố tiếp nhận và xử lý 595 đơn của tổ chức công dân và đến nay tỷ lệ giải quyết đạt hơn 99%.